Thưa quý vị, mới đây, tòa Seoul ra phán quyết yêu cầu chính phủ Hàn Quốc bồi thường 30 triệu won cho bà Nguyễn Thị Thanh, nạn nhân mất gia đình trong vụ thảm sát ở Quảng Nam năm 1968. Phán quyết này đã đánh dấu sự thừa nhận đầu tiên về trách nhiệm pháp lý của Hàn Quốc đối với các hành động trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam và có khả năng mở đường cho các nạn nhân khác lên tiếng đòi bồi thường. Cách đây hơn nửa thế kỷ, lính đánh thuê Hàn Quốc tham gia vào cuộc chiến tại Việt Nam, gây ra nhiều thảm sát hàng nghìn người dân vô tội ở Bình Định, Ninh Thuận, Phú Yên và Quảng Ngãi. Riêng tại xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi, 430 thường dân chủ yếu là trẻ em và phụ nữ đã bị sát hại dã man trong cạn từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 12 năm 1966. Nhiều gia đình phút chốc đã mất đi người thân. 57 năm đi qua, dường như là nỗi đau vẫn còn chưa nguôi ngoai trên mảnh đất này. Ông Nghĩa là một trong số những nạn nhân may mắn sống sót trong vụ thảm sát khi địch dồn dập tập trung rồi nã đạn thảm sát. Mẹ ông đã lấy thân che chở cho đứa con mới 6 tháng tuổi. Và đôi mắt của ông Nghĩa cũng bị mù lòa từ năm ấy. Bà ngồi mộ của người thân ông sau vụ thảm sát 57 năm trước đã để lại nỗi đau và sự mất mát quá lớn. Hai từ thảm sát luôn là nỗi ám ảnh kéo dài trong ông đã hơn nửa đời người. Rất là đau đớn trong cái cuộc chiến tranh bị đồ hòn tốc sót như thế này, là rất là khổ tâm. Đến bây giờ lương tâm chú còn vẹn vẹt má. Giờ này chú vẫn còn nghĩ đến đau khổ, rất là nhớ mẹ, thương mẹ. Những con người này đều phải chịu cảnh mất mát người thân. Mờ sáng ngày 3 tháng 12 năm 1966, lính Nam Triều Tiên mở cuộc càn quét, thảm sát đẫm máu. Trong 3 ngày, từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 12 năm 1966, 430 thường dân, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã bị sát hại dã man. 57 năm, mọi người vẫn không thể ngờ được một cuộc thảm sát đẫm máu và phi nghĩa đến như vậy. Chị nè, em nè, có người thì sách nó thở một giếng kìa. Rồi là còn cái đống ruộng đây là 25 tháng 10 là nước cả này nè. Coi như vậy là mẹ chặn con xuống để cho con sống rồi. Ở đây nó còn sống được 5-3 đứa. Thì cuối cùng là sao? Bây giờ ấy, từ đó tới nay thì cuối cùng là cái chiến tranh nó đi qua lâu rồi, và đoàn tổng thất nè cũng lâu rồi. Lúc đó tôi mới có 13 tuổi thôi, chứ đâu phải dò cỏ gì đâu. Nhưng ngược lại là gia đình bị là 4-5 người bị đồ hòn thẩm thoát đây. Tỷ lệ nó cũng đau, không phải không? Nhiều người Hàn Quốc đã đến Bình Hòa để nói lời xin lỗi về những gì đã từng xảy ra, như một thông điệp phản đối cuộc chiến phi nghĩa. Muốn cùng với nhân dân Việt Nam khép lại quá khứ để hướng đến tương lai. Không còn trong lòng thù hận, nhưng nỗi đau thì vẫn cứ dài dẳng. Chiến tranh thì nó đã lùi xa và cái nỗi đau thì nó cũng còn đó. Tất nhiên là chúng ta cũng muốn rằng là hòa bình trên thế giới và hòa bình tại Việt Nam, và cũng mong rằng là cái nỗi đau này nó sẽ không còn tái diễn ở các cái đất nước mà trong đó cũng như là Việt Nam đã phải gánh chịu. Và đến giờ này thì đối với nhân dân của địa phương đó thì phải nói rằng là chúng tôi cũng hết sức là quan tâm và tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất để cho như vậy là có cái hộ gia đình mà có cái thân nhân bị thảm sát thì họ có những cái niềm tin trong cái cuộc sống. Ngày vọng nhớ những thường dân vô tội bị lính Nam Triều Tiên sát hại của người dân Bình Hòa, ai cũng gửi đi lời nguyện cầu. Lời nguyện cầu của công lý, của tiếng nói lương tri và yêu chuộng hòa bình, để những vụ thảm sát đầy đau thương như trên mảnh đất này không còn lặp lại ở bất cứ nơi đâu.